Nơi hòa quyện của mây trời, biển xanh và những dãy núi. Hãy cùng chúng tôi khám phá thiên đường biển nhất lý. Vì vẫn còn hoang sơ nên khám phá biển nhân lý sẽ là tuyệt vời nhất nếu bạn được dẫn đường bởi chính những người dân địa phương. Chú Vận, một ngư dân chính gốc Nhân Lý đã hơn 40 năm gắn bó với biển, hôm nay sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch đặc biệt cho chúng tôi. Ở đây người ta đặt gọi là đá đẻ, mà đá đẻ. Cái đẻ của nó là ở dưới lòng đất nó đẻ lên. Tại vì cái đá này nó mình cứ hàng năm người ta lấy đi. Năm sau mình ra mình thấy nó nhiều cũng như năm trước. Hồi xưa chính bản thân chú cũng đi lấy đá để về làm móng nhà. Nhưng mà bây giờ là không có ai lấy nữa. Cái thiên nhiên ban tặng là mình phải gìn giữ. Du lịch biển Nhân Lý hấp dẫn không chỉ được vui chơi, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh đẹp mà được trải nghiệm công việc của chính những ngư dân nơi đây mới là điều lý thú nhất. Cùng với nhóm bạn ngư dân của mình, chú Vận đưa chúng tôi đến những điểm đẹp nhất còn ít người biết đến của Nhân Lý, kết hợp cả một chuyến đánh bắt gần bờ. Rồi gì à? Chú mày ngồi xuống. Mày ngồi xuống. Bé ở lại dân câu với chú Thịnh ăn. Chú với Kiên đi ngắm san hô với Bác Nhung. Dạ vâng, chú đi vui vẻ nha. Năm nay khi chú lớn lên là chú thấy ở cái hòn sẹo này nè, ở san hô nó đẹp, nhưng bà con người ta thường đi đến đây người ta ngắm. Ở Nhân Lý, hòn sẹo được mệnh danh là thiên đường san hô vì mực nước ở đây vừa nông lại trong, lặn ngắm san hô trở nên dễ dàng với tất cả mọi người. Thật sự ở dưới này như là một thế giới khác vậy. Tuyệt vời. Ngoài lặn ngắm san hô, điều thú vị nhất khi đến hòn sẹo có lẽ là lặn bắt nhung. Tới đây là có nhum tư ăn liền, đặc sản liền. Dù không biết bơi thì bạn cũng đừng lo. Bạn có thể chỉ cần trên thuyền và theo chân các chú ngư dân đi giăng câu như cô bạn Bảo Uyên của tôi. Chú ơi, thường thì một buổi đi biển của mọi người thì khoảng bao lâu thì về ạ? Nó cũng tùy theo, ví dụ như mà làm kinh tế mà gia đình á, làm kinh tế lâu dài á thì mình đi khoảng mất 12 tiếng. Mà giờ mình đi kiếm bữa ăn á thì mất khoảng 2 tiếng. 4 giờ chiều đi, bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu mình vô đầu. Chú ơi, ở vùng biển Nhân Lý này thì chú thấy chỗ nào là đẹp nhất à? Cái chỗ sẹo, chỗ nãy mà chú Vận với Kiên nhắm san hô là chỗ đó đẹp. Chiều chút nữa xong đầu hòn hôn khi xuống á là mình đi dẹo gió. Thì gió cũng càng đẹp. Chút nữa mình vô mình nhắm. Mình lấy ké lên cái tư lên mình nướng. Mình nướng xong mình ăn hát bài chòi, hát giọng cổ, ca cổ rồi. Không có gì bằng. Không có nơi nào bằng. Chú Thịnh nói bình thường chỉ cần giăng câu khoảng 2 tiếng là đã có thể thu được cá. Nhưng vì chúng tôi đi theo đúng ngày nước lớn nên có lẽ phải tối hẳn mới hy vọng được ít nhiều. Trong lúc chờ đợi, Uyên cùng với con trai chú Thịnh đã bắt ốc chuẩn bị cho bữa tiệc nướng trên heo gió. Hôm nay hai cháu về qua Nhân Lý không có gì. Dạ. Chú làm bao nhiêu đây? Hai đứa bị ăn thoải mái. Ăn đây, hát bài chòi là đặc sản của Nhân Lý. Chú hát bài chòi mà ăn cảm thấy cái vị chén là ngọt càng ngọt nữa. Ăn đồng quê nữa. Đó. Con ở đây hết ngọ nói nên liền ôm thoại nữ than rằng em ở quê khắp than châu lụy nhỏ đầy. Để cảm ơn các chú thì chúng cháu có một cái tiết mục văn nghệ rất là đặc biệt. Dành tặng các chú ạ.